Tôi sinh sống ở Bình Tân nhưng tôi buôn bán ở khu vực An Lạc và đường Trần Đại Nghĩa. Tôi dậy giờ sinh và đạp xe đạp ra bến Phà Phú. Tôi tên là Phạm Thị Phê, tôi năm nay 56 tuổi và đã qua Sài Gòn sinh sống và làm ăn được 15 năm. Hiện tại có rất nhiều người bán hàng di động ở Việt Nam và chúng tôi cũng đóng góp phần không nhỏ vào nền kinh tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhu cầu mua nhỏ lẻ cho người dân. Năm 2012, tôi đang bán trái cây tại chợ Bình Điền thì tôi được các bạn nhân viên bán hàng của Beo tiếp cận. Tôi được giới thiệu chương trình hỗ trợ những người bán hàng di động và chương trình này hoàn toàn phù hợp cho tôi. Với sự hỗ trợ và tham gia của những người bạn cùng vơ, chúng tôi tham gia chương trình và học được kỹ năng bán hàng để bán được nhiều hàng hơn. Mỗi năm công ty sẽ tổ chức hai sự kiện tôn vinh những người bán hàng xuất sắc và cũng là dịp để chúng tôi gặp nhau trao đổi kỹ năng. Tôi rất cảm ơn chương trình vì 9 năm qua tôi đã tăng thêm 50% thu nhập nhờ kỹ năng bán hàng mới này. Kinh doanh tốt thì tôi cũng chăm sóc gia đình được tốt hơn. Mỗi buổi chiều tôi đón bé cháu ngoại đi học về. Tôi nghĩ gia đình cũng tự hào vì tôi là một nhà kinh doanh giỏi.